Đầu tiên đạt giới thiệu tới anh chị là xe Toyota Fortuner phiên bản máy dầu số sàn, xe được sản xuất vào năm 2022. Màu trắng ngọc trai đi được khoảng 60.000 60 cây số đó anh chị. Xe thì đang được bên đạt rao với mức giá là 920. Anh chị nào mà đến xem xe thì đạt hỗ trợ thương lượng giá thêm cho anh chị ha. Xe này là bên đạt mua ngay chủ luôn tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhưng mà cách biển tới 50 cây lần tại thị xã Phú Mỹ anh chị ha. Bốn lớp là nguyên sinh theo xe và lớp sơ thì chưa hạ anh chị. Ừ. cái tình trạng á khi mà đạt mua về xe này về á, là nước sơn dinh còn tới 100% luôn đó nhưng mà nó bị chạy xước nhỏ 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 giống như thế này nè đó về thì bên đạt cũng cho xử lý là một vài chỗ anh chị ha đó nội thất á, là rất là đẹp anh chị Mấy dầu số sàn anh chị ha đó ghế thì sử dụng là ghế nỉ nè nội thất rất là đẹp luôn mới đi 63 mươi ba cây số đây đó full lịch sử hãng luôn ha ảnh hay bảo dưỡng ở toyota và rịa vũng tàu quá anh chị ừ xe này á thì bên đài sẽ hỗ trợ anh chị mình vay anh chị mình đưa trước đâu đó khoảng 300 thì đài sẽ hỗ trợ anh chị mình làm ngân hàng để vay ha lớp xe cua thì chưa hạ đây anh chị đây đó anh chị nhìn nè rất là đẹp anh chị ha 920 triệu anh chị tiếp theo á thì anh chị cảm thấy những cái mẫu xe mà 2022 giá nó cao quá thì anh chị có thể tham khảo xe này ha đây là xe Fortuner phiên bản máy dầu số sàn xe được sản xuất vào năm 2017 nhập khẩu window xe may nước sơn màu bạc biển số cá nhân và hiện tại đang được bên đặt ra là 700 25 triệu anh chị ha 2017 thì bên đài hỗ trợ anh chị mình vay tới 60 phần trăm giá trị xe và trong khoảng thời gian là 3 năm anh chị xe thì đang trong cái quy trình mà làm đẹp Marufuri của bên đẹp anh chị ha đó dự kiến thì cũng sẽ giao ngay đến chị khi mà anh chị có nhu cầu về xe này xe thì cũng được anh chủ lên màn hình Android bọc da ghế bọc sàn bọc trần đầy đủ hết rồi anh chị đi 89 000 cây số nè anh chị ha à, về bên đẹp cũng cho tiến hành là làm bảo dưỡng thay nhất máy rồi lại hết rồi anh chị ừ, anh chị mua xe này thì về mình à, sử dụng thôi đang trong cái quá trình mà hoàn tất làm đẹp bên đẹp 725 triệu anh chị 725 triệu vẫn còn thương lượng cho anh chị mình lên xem xe trực tiếp ha còn một xe màu nâu nữa thì để đặt đi ra là quay cái xe màu nâu xe màu nâu thì nó cũng đã hoàn tất rồi và nó đang nằm ngoài cái bãi trưng bày bên đẹp đó anh chị đây cái chiếc xe, xe màu nâu đây nè xe này thì nằm bên đây cũng một tháng rồi Fortuner máy dầu số sàn xe được sản xuất vào năm 2017 à, xe mang biển số trắng màu nâu anh chị ha. Thì cái màu nâu này cũng là một cái màu rất là khó bán cho những cái anh em mà có nhu cầu chạy dịch vụ anh chị. Đó, lốp lớp xe thì vẫn còn rất là ok, anh chị mình không có cần thay thế lại gì ha. Xe đi được đâu đó khoảng 77.000 cây số thì trong nội thất xe thì cũng được lên màn hình Android nè, phim cách nhiệt, bọc da ghế đầy đủ hết anh chị. Đó. tại vì cái màu này nó cũng khó chịu, nó cũng kén khách đó. nên xe nằm tới thời điểm hiện tại cũng gần một tháng rồi. Anh chị nào mà có nhu cầu thích cái màu này ha thì đã sẽ hỗ trợ xin xếp trợ giá thật nhiều cho anh chị về cái xe này. Đó, riêng về cái xe màu nâu này anh chị ha. Trên đây là ba cái xe mà Fortuner máy dầu, số sàn. Thì sang tuần sau thì bên đàn sẽ về một cái xe mà Fortuner máy dầu số tự động. Anh chị uh, theo uh, theo dõi đàn để coi uh, để theo dõi xe đó về khi nào ha. Giờ mình chuyển qua xe xăng anh chị ha. Đây, uh, Fortuner máy xăng số tự động, một cầu. Xe được sản xuất vào năm 2019, xe máy sơn là màu đồng bánh kim anh chị. Đi được khoảng 49.000 cây số rồi. Ừ màu đồng một cái màu rất là hiếm gặp luôn anh chị hiếm gặp luôn anh chị nhìn từ xa thì anh chị tưởng nó màu bạc nhưng mà thật ra nó là màu đồng ghi anh chị lớp xe thì vẫn còn rất là dày anh chị ha à, rất rất là ok luôn xe đi 49 000 nội thất là gần như dường như mới luôn anh chị đây đó anh chị nhìn cái ghế da này. nó căng nó là căng luôn xe nhập khẩu window anh chị ha 49 000 rất là đẹp luôn bọc trần bọc diện bọc trần bọc sàn đồ hết anh chị chị mua về thì mình sử dụng thôi anh chị nào muốn chơi nữa thì lên luôn cái màn uh, hình anh rồi đó xe rất là đẹp anh chị hội đồng một cái màu uh, hiếm hiếm uh, hiếm hiếm gặp lắm xe này thì bên đạt đang bán là tám trăm ba triệu anh chị 2019 thì bên này hỗ trợ anh chị mình vay là 65 phần trăm giá trị xe và trong khoảng thời gian 3 năm anh chị ha à. Vậy rồi Đạt dẫn anh chị đi một vòng gặp một cái xe cũng 2019 luôn nhưng mà màu trắng anh chị nào có tham khảo hai xe coi xe nào phù hợp với mình thì thích xe đó ha đó, đây cái xe màu trắng nè anh chị Fortuner máy xăng số tự động một cầu 2019 màu trắng ngọc trai anh chị ha đây là một cái mẫu xe mà đạt cũng có lên cũng hai ba cái clip rồi đó cũng có hai ba khách coi rồi nhưng mà hiện tại bán cũng chưa được đạt xe này là một của một vị khách của một anh giám đốc của một công ty nào đó xin đặt xin dấu tên ảnh đổ xe này để lên Land Cruiser Prado tầm người ta lên được cái dòng xe đó thì xe này người ta rất đi rất là kỹ anh chị ha về thì bốn lớp thì ảnh cho thay lại lớp của michelin hết nè lớp school thì chưa hạn anh chị nội thất á, thì chỉ có một mình anh chạy xe này thôi đạt xin chắc chắn với anh chị luôn chỉ có cái ghế của người tài xế là bị nhăn lại thôi còn tất cả vị trí ghế đều không bị nhăn anh chị 56 mươi cây số ha đó về thì bên đạt cho bọc lại cái da ga cái bao tay vô lăng nè đó tại vì nó nó bị tróc bên đạt cho bọc lại anh chị lớp sơ cua thì vẫn chưa hạ đây anh chị ha đó màu trắng ừ. rồi để đặt quay cái vị trí ghế cho anh chị mình coi ha đây nè vị trí hàng ghế sau nè nó không bị đây nó không bị sẹp luôn nè anh chị nó không bị sẹp luôn nè đó bên kia cũng vậy và đặc biệt á là cái hàng ghế sau á cái hàng ghế sau thì ít sử dụng lắm anh chị hàng ghế sau là ít sử dụng lắm tại vì khi mà sử dụng á thì cái chỗ này nó bị chày nè đó anh chị nhìn nè chỗ này nó không có một dấu trầy luôn ha đó hàng ghế sau xe này cũng bằng cái giá xe màu đồng bánh kim hồi nãy luôn anh chị 830 triệu hai xe y chang nhau luôn à, xe này nói chung là mỗi xe nó có sức à, nói chung là mỗi xe nó sẽ có một cái điểm mạnh anh chị nào cảm thấy cái màu xe hoặc là cái chất xe nó phù hợp với mình á thì anh chị lên đạt để đạt hỗ trợ thêm cho anh chị ha rồi, rồi cuối cùng là xe Fortuner phiên bản TRD xe được sản xuất vào năm 2014 anh chị xe đi được khoảng mấy chục ngàn cây số rồi này cũng không nhớ rõ nữa mà cái phiên bản mà là là cái phiên bản có màu trắng thôi anh chị ha còn tất cả những cái xe mà Fortuner mà cái mẫu này mà màu trắng là xe taxi hết phiên bản đó là phiên bản mấy dầu anh chị đó cái mâm nó cũng khác nữa nè anh chị ha xe này là một cái mẫu xe bên đạt đang ra với mức giá là dưới 500 luôn anh chị 495 triệu vẫn còn thương lượng cho anh chị mình lên xe xem xe vẫn còn thương lượng cho anh chị mình lên xem xe trực tiếp anh chị ha à, ghế da nè ừ, nội thất anh chị 495 đời 2014. 2014 đời đời xe mà 2014 thì bên này không còn hỗ trợ anh chị mình vay được rồi anh chị. Đó anh chị nào mà tham khảo mẫu xe này thì mình chỉ có thể là mình thanh toán trực tiếp thôi. Đó.